Ok, hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Tính Ok Sài Gòn nha mọi người. Thì Tính Ok Sài Gòn sẽ bữa nay để review Sikura nha mọi người. Sikura này ở Mỹ nha mọi người. Sikura này ở Mỹ qua nha mọi người. Đó, ok chưa? Đấy. Ok, hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Tính Ok Sài Gòn. Thì bữa nay Tính Ok Sài Gòn sẽ review nuốt cái Sikura này trong vòng 1 phút nha mọi người. Ok nha, thì bữa nay mình sẽ đặt cái máy quay ở đây nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay ở đây nha mọi người. Đấy. Ok, vừa ăn rồi vừa có giấy để làm. Rồi vừa ăn vừa có lấy ra miệng luôn. Chung là ở Sài Gòn vui lắm mọi người. Ok, thì có giấy bỏ dưới đây luôn. Bỏ dưới đây luôn mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ review Sikura này nha mọi người. Thì đây là biệt thự cao cấp ở Sài Gòn nha mọi người. Mình sẽ review Sikura này cho mọi người cùng coi nha mọi người. Trước khi ăn Sikura thì phải xé cái vỏ của Sikura ra nha mọi người. Thấy mình gõ mọi người. Tại mình ngồi thấp quá, với lại cameraman nó chứa đầy mình không được á mọi người. Xin chỉ mọi người cách ăn Sikura. Đấy, mọi người xé Sikura ra như thế này. Và mọi người sẽ ăn. Trời, Sikura này ăn béo lắm mọi người. Ăn giống cục than gì đó mọi người. Đó, xé như thế này nè mọi người. Với lại xé như thế này á, cầm nó sẽ không bị dơ cái tay của mình. Vì cái tay của mình là tay của hoàng đế. Yeah. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn Sikura. Sikura này ngon lắm nhỉ. Nó có mùi Sikura lắm nhỉ. Trời, Sikura này ăn ngon lắm. Để đây, bữa nay mình sẽ review đồ cho mình. Áo sơ mi trắng đen. Sikura này ăn rất là ngon luôn. Ở trong nó có đậu không? Thấy không? Ở trong nó có đậu luôn á mọi người. Ăn này ở trong nó kiểu như mạt mạt á, nuốt vô xong nó ngọt hay à. Đúng là Sikura nè. Nó ngon thiệt. Sikura ngon. Để chưa có bao game em lại cầm. Sikura này ở Mỹ nha mọi người. Sikura này chủ mình mua tặng quà sinh nhật đó mọi người. Ngon lắm. Canada mọi người. Ở Mỹ Sikura ở Canada. Ngon. Sikura này ngon thật. Sikura này ăn ngon lắm mọi người. Bây giờ mình cũng đã ăn Sikura hết rồi. Mà ở trong miệng mình chưa hết mọi người. Đấy, bỏ rồi nè. Xíu nữa đem chuột xuống thùng rác. Hai vừa ăn rồi vừa có giấy lau miệng nha mọi người. Giấy xúc. Cái gì đó tên gì đó. Hoàng Anh nha mọi người. Hoàng Anh. Vừa ăn vừa có giấy để lau miệng luôn. Đúng là sướng thiệt. Sướng.
ăn xi cô la dính găng á mọi người. Xi cô la này, xi cô la ở Canada ngon lắm mọi người. Canada là ở Mỹ á mọi người. Ở Mỹ với Canada. Ngon. Trời ngon. Mình mới xong mới về nha mọi người. Xong rau muống. Nói lại xong bông sen ở dưới giò luôn. Đó, thấy không mọi người? Bông sen là tượng trưng cho Đức Phật. Nam mô Bồ Tát Ca Diếp To. Thì đây là nhà của mình đó mọi người. Người thấy không? Rất là cao luôn mọi người. Đây mình đang ở tòa nhà cao nhất Việt Nam á mọi người. Ok thì ăn xong bây giờ mình sẽ uống nước nha mọi người. Mọi người nhớ ăn nhớ uống nước vô nha mọi người. Trời nó ngon. Ngon bá cháy luôn á mọi người. Ok thì bây giờ mình đã review ăn Sicola xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ xin kết thúc video ăn Sicola ở đây nha mọi người. Thì mọi người thấy video mình hay thì mọi người đừng quên nhấn like ở dưới cho mình nha. Nhớ nhấn like ở dưới nha mọi người. Nhấn like và đăng ký kênh nha. Chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Ok bye bye.